Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút. Nhiều nội dung đáng chú ý đã được chúng tôi ghi nhận để chuyển tải đến quý vị trong chương trình trưa nay, 7 tháng 9. Nhiều địa phương nỗ lực chuyển hóa địa bàn, phấn đấu đến ngày 8 tháng 9 trở lại trạng thái bình thường mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hạt điều Phúc Vinh tặng máy xét nghiệm PCR trị giá 8 tỷ đồng cho huyện Châu Đức. Nỗ lực vượt khó của học sinh nghèo học trực tuyến. Những thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ được chuyển đến quý vị trước tiên. Thưa quý vị, huyện ủy Đất Đỏ vừa tổ chức họp đánh giá kết quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện và triển khai các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Tính đến ngày 6 tháng 9, huyện Đất Đỏ có hơn 14.271 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt trên 21% dân số toàn huyện. Sau gần một tháng rưỡi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 8.676 trường hợp, lập biên bản 628 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Hiện tại, các xã thị trấn của huyện Đất Đỏ đang tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch, quyết liệt trong thực hiện chỉ thị số 16 với phương châm chặt trong, chặt ngoài. Để đảm bảo cho người dân đủ lương thực thực phẩm, sau khi cả 6 chợ, các cửa hàng kinh doanh tạp hóa, cửa hàng tự chọn trên địa bàn huyện đều tạm dừng hoạt động, huyện Đất Đỏ đã tổ chức mô hình tổ đi chợ giúp dân. Đến nay, huyện đã chi hỗ trợ cho 12.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ với số tiền hơn 9 tỷ đồng, đạt 75% số hồ sơ được duyệt. Ngoài ra, huyện cũng vận động các nhà hảo tâm tham gia cùng chính quyền chăm lo cho các gia đình khó khăn. Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ yêu cầu các phòng ban chức năng, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 16, kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm cho hộ dân trong khu phong tỏa, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, quản lý chặt người lao động thuê phòng trọ. Bí thư Huyện ủy lưu ý, khi các chợ mở cửa hoạt động trở lại thì địa phương cần lập điểm giao nhận hàng hóa để vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch, vừa bảo đảm nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Theo dõi đôn đốc việc tổ chức chi trả chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Thưa quý vị, tiến độ tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 vẫn đang được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đẩy nhanh, đồng đều ở các địa phương nhằm nỗ lực tạo miễn dịch cộng đồng, qua đó sớm đưa các hoạt động xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới. Tại huyện Đất Đỏ, ngày 6 tháng 9, địa phương này đã thực hiện xong việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 lần 2, đợt 7 cho người dân theo số lượng vaccine được tỉnh phân bổ. Công tác tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế. Trong lần thứ 2 của đợt tiêm vaccine thứ 7 này, huyện Đất Đỏ được phân bổ 630 liều vaccine Pfizer. Công tác tiêm chủng được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình, khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định tiêm và theo dõi sau tiêm. Kết quả có 329 người trên 65 tuổi và người có bệnh lý nền được tiêm mũi 1, 306 người được tiêm mũi 2. Không ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm. Như vậy, qua 7 đợt tiêm, huyện Đất Đỏ có 14.271 người đã tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt trên 21% dân số huyện. Trong đó, số người đã tiêm đủ 2 mũi là 2.101 người, số người tiêm mũi 1 là 12.170 người. Những ngày qua, các địa phương của tỉnh đã gấp rút thực hiện việc hỗ trợ gạo do chính phủ cấp phát cho người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, trong 2 ngày qua, địa phương này đã hoàn thành đợt 2 việc cấp phát 6,8 tấn gạo của chính phủ đến tay người dân gặp khó khăn. Để đảm bảo gạo của chính phủ cấp phát đến đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân xã Láng Dài đã rà soát, xác định cụ thể số khẩu trong từng hộ gia đình cần được hỗ trợ gạo. Qua thống kê, toàn xã có 310 hộ với tổng số 856 khẩu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động mất việc làm gặp khó khăn. Trong đợt này, mỗi khẩu được nhận 8 kg gạo. Các quy định phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt trong quá trình cấp phát gạo. Địa phương đã phân chia thời gian và thông báo cho các hộ dân đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và ấp để nhận gạo. Vì vậy, quá trình cấp phát gạo không xảy ra tình trạng tập trung đông người. Qua hai đợt tiếp nhận gạo cứu trợ của chính phủ, xã Láng Dài đã cấp phát hơn 19,6 tấn gạo cho các đối tượng theo quy định, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Ghi nhận tiếp theo về công tác phòng chống dịch của huyện Long Điền.
Thưa quý vị, chốt kiểm soát dịch tại vòng xoay Vũng Vằng hướng quốc lộ 55 được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 5 tháng 9, nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình di chuyển ra vào huyện, qua đó khống chế, không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Chốt kiểm soát dịch tại vòng xoay Vũng Vằng hoạt động 24/24 giờ. Lực lượng tại chốt kiểm soát này gồm công an và quân sự và các ngành liên quan có nhiệm vụ tổng hợp thông tin về lưu lượng xe qua lại theo hướng quốc lộ 55, kiểm tra giám sát quá trình giao nhận hàng hóa, tài xế, người theo xe và bãi trung chuyển hàng hóa do huyện Long Điền quản lý, tiếp nhận thông tin đăng ký từ doanh nghiệp địa phương và chuyển thông tin đăng ký đến cơ quan liên quan nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát, điều phối xe, kiểm tra giấy xét nghiệm hoặc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với tài xế và người theo xe. Ngoài ra, lực lượng trực chốt cũng có trách nhiệm kiểm tra, xử lý trong phạm vi thẩm quyền đối với những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng cấm. Sau 2 tuần, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu, ở đó, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra tình huống phức tạp. Người dân đồng lòng chống dịch, nhờ đó số ca nhiễm trên địa bàn ngày càng giảm. Công an huyện Long Điền cho biết, từ ngày 23 tháng 8 đến nay, lực lượng công an duy trì 170 tổ công tác tại 170 tổ dân cư, phối hợp với tổ COVID cộng đồng để tuyên truyền vận động người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch ở mức độ cao nhất với phương châm ai ở đâu, ở đó. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đi từng nhà để rà soát nhân khẩu, phục vụ công tác xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện F0 để khoanh vùng dập dịch. Qua ghi nhận, trong thời gian thực hiện giãn cách nghiêm ngặt từ ngày 23 tháng 8 đến nay, người dân Long Hải đã chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn từng bước được kiểm soát với số ca nhiễm mới ngày càng giảm. Do vậy, lãnh đạo huyện Long Điền và thị trấn Long Hải quyết tâm đến ngày 8 tháng 9 sẽ đưa Long Hải từ vùng đỏ chuyển sang vùng cam. Thưa quý vị, đảm bảo an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang được các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội thực hiện suốt thời gian qua. Đây là chính sách an dân cần thiết, giúp người dân yên tâm, vững tin, chung sức cùng với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền vừa tổ chức trao tặng thực phẩm cho người dân nghèo trên địa bàn xã, nối dài thêm chuỗi hoạt động nhân ái trong mùa dịch. Thực phẩm được trao tặng người dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền lần này là 740 kg cá ngừ tươi và cá lục đuôi đỏ do một nhà hảo tâm trên địa bàn xã tài trợ. Số cá này được trao tặng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu. Trong bối cảnh hiện tại, những chia sẻ giữa người với người như thế này là điều vô cùng ý nghĩa, tô điểm thêm vẻ đẹp của tinh thần đoàn kết, nhân ái lúc khó khăn hoạn nạn của người dân Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành với công cuộc chống dịch COVID-19 của tỉnh có sự chung vai góp sức của nhiều đơn vị doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh. Nhiều trang thiết bị y tế, thiết bị phòng hộ đã được các đơn vị này trao tặng. Và mới đây, vào ngày 6 tháng 9, huyện Châu Đức đón nhận thêm hệ thống máy xét nghiệm PCR Realtime kèm sinh phẩm trị giá 8 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hạt điều Phúc Vinh đứng chân trên địa bàn xã Sơn Bình, huyện Châu Đức tài trợ. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp, thì hệ thống máy xét nghiệm PCR Realtime do công ty Phúc Vinh tài trợ rất có ý nghĩa, giúp địa phương chủ động hơn trong việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, qua đó giúp công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch thực hiện sớm và hiệu quả hơn, góp phần giảm tải cho tuyến tỉnh. Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hạt điều Phúc Vinh trao tặng huyện Châu Đức có công suất xét nghiệm lên đến 6.000 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày. Máy do Đức sản xuất gồm hai thành phần chính là hệ thống tách chiết tự động và Realtime tự động với độ chính xác cao, đồng bộ với các hệ thống xét nghiệm hiện có của tỉnh. Ngoài xét nghiệm COVID-19, hệ thống này còn có thể xét nghiệm được nhiều loại virus dịch bệnh khác. Tại lễ tiếp nhận máy, thay mặt chính quyền địa phương, lãnh đạo huyện Châu Đức đã cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của công ty hạt điều Phúc Vinh trong việc chung sức đồng lòng cùng huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phúc Vinh là một cái đơn vị tài trợ chính cho huyện, đã ủng hộ cho huyện một cái máy xét nghiệm PCR. Đây là một cái bước đầu để cho huyện để thực hiện cái tốt
trong công tác là lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc cái F0 để điều trị và truy vết để cái F1. Thì đây là một cái bước đầu hết sức là khởi sắc cho huyện để phấn đấu để bảo vệ được là huyện Châu Đức là cái vùng xanh của tỉnh. Là một công dân của người Việt Nam nói chung và là một người dân của huyện Châu Đức nói riêng, là bản thân tôi cũng luôn ý thức rằng chúng tôi phải luôn luôn có trách nhiệm để chung tay góp sức với chính quyền để đẩy lùi COVID-19. Tại lễ bàn giao hệ thống máy xét nghiệm PCR Real Time cho huyện Châu Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hạt điều Phúc Vinh còn ủng hộ thêm 1 tỷ đồng cho người nghèo và lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Đức. Trước đó, công ty này đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho quỹ vaccine của tỉnh và công tác phòng chống dịch của huyện. Những ghi nhận tiếp theo về huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, tối qua 6 tháng 9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã ký ban hành 3 quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa tại 3 khu vực trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, đó là một phần tổ 4, ấp Xóm Rẫy, một phần tổ 1, ấp Thành Sơn 2A thuộc xã Phước Thuận, gồm 30 hộ dân với 96 nhân khẩu. Dỡ bỏ phong tỏa ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận gồm 448 hộ dân với 2.060 nhân khẩu. Dỡ bỏ phong tỏa một phần tổ 8 khu phố Phước An và một phần tổ 3 khu phố Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu gồm 30 hộ dân với 128 nhân khẩu. Như vậy, sau hơn 2 tuần không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, huyện Xuyên Mộc đã trở thành huyện vùng xanh của tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc cho biết, sau khi dịch bùng phát tại xã Bầu Lâm, có 11 trên 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện đều ghi nhận ca mắc COVID-19. Để khống chế kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, huyện Xuyên Mộc đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, giãn cách nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm triệt để. Đồng thời, huyện đã tích cực vận động để hỗ trợ lương thực thực phẩm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, để người dân an tâm thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu ai ở đâu ở đó. Đến nay, Xuyên Mộc đã trở về vùng xanh. Đây được xem là thắng lợi của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện cũng như của tỉnh. Thưa quý vị, sau thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc cứng rắn, dứt khoát và triệt để, huyện Xuyên Mộc đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến ngày 6 tháng 9, huyện ghi nhận 558 ca mắc COVID-19, trong đó có 507 trường hợp đã khỏi bệnh. Đặc biệt là huyện Xuyên Mộc đã qua 14 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đây là tin vui khi huyện Xuyên Mộc đang hướng đến mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới sau ngày 8 tháng 9 sắp tới. Có được thành quả đó là sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các hội đoàn thể. Và phóng sự sau đây ghi nhận về sự đóng góp của các hội viên nông dân địa phương. Ngay từ sáng sớm, nhiều cán bộ, hội viên nông dân đã có mặt tại những điểm tập kết hàng hóa của thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc để tham gia sắp xếp các mặt hàng rau củ quả từ các đơn hàng mà người dân đã đặt mua hộ trước đó, qua đó thuận tiện hơn trong việc vận chuyển đến từng hộ dân ở 7 khu phố. Bình quân mỗi ngày, tổ đi chợ hộ hội nông dân thị trấn hỗ trợ từ 180 đến 200 đơn hàng. Tối là người ta chỉ nói với người ta là lên đồ ăn đồ uống gì á, cứ lên to sẵn đi, rồi chụp qua Zalo cho chị hoặc là gửi qua điện thoại, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho chị. Chị sẽ lên đơn ghi lại hết toàn bộ. Rồi sáng như là vừa hết giới nghiêm 6 giờ là chị rời khỏi nhà rồi. Chị đi mua hết một loạt là chị sẽ tới tranh thủ giao đồ ăn cho tới nó làm kịp buổi trưa. Phiên chợ giá gốc, phí ship không đồng là câu nói quen thuộc trong mùa dịch ở thị trấn Phước Bửu. Bởi thông qua việc đi chợ giúp dân, hội nông dân thị trấn còn kết nối với các chủ nhà vườn giải cứu nông sản, gia súc, gia cầm. Việc làm này vừa giúp người dân tiếp cận dễ dàng với nông sản của địa phương với giá cả phải chăng, vừa giúp nông dân bán được sản phẩm. Tính đến nay, hội nông dân thị trấn đã hỗ trợ tiêu thụ khoảng 800 con gà vịt, 50 tấn rau củ quả trên 10 tấn nhãn. Chủ yếu là mua nhu yếu phẩm cần thiết, gạo, thức ăn, lương thực, thực phẩm và các gia vị, đi mua các cái vật tư nông nghiệp cũng như là thức ăn gia súc gia cầm trên địa bàn để giải cứu và giải cứu nông sản trên địa bàn. Đến nay khoảng tiêu thụ khoảng trên được 10 tấn. Thì qua đó thì cũng giúp đỡ cho nông dân phần nào nhẹ gánh về cái
kinh tế. Trong số hàng ngàn cá nhân có những đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch của huyện Xuyên Mộc, thì hội viên nông dân cũng có những cá nhân tiêu biểu. Ông Nguyễn Hùng, năm nay đã 68 tuổi, nhưng ngay từ những ngày đầu khu phố Phước An, thị trấn Phước Bửu lập chốt kiểm soát dịch bệnh, ông Hùng đã tình nguyện tham gia. Dù tuổi cao, nhưng ông luôn kiên trì bám chốt, cả lúc nắng gắt lẫn mưa to, gió lớn, để kiểm soát người ra vào, nhắc nhở động viên người dân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, cùng tham gia bảo vệ an toàn cho khu phố. Chúng tôi đứng chốt nhằm để là kêu gọi bà con, động viên bà con ở nhà nào ở nhà nấy, xóm nào ở xóm nấy, gia đình nào ở gia đình nấy. Ví dụ bà con ở trong khu phố ra, trong thôn ra thì phải chính đáng đi mua lương thực thực phẩm hoặc là đau ốm, thuốc men. Còn ngoài ra không có chính đáng thì bà con chịu khó ở nhà giãn cách. Thì chúng tôi ý thức được điều đó mà chúng tôi làm góp phần trong cái chỉ thị 16 này. Quyết tâm bảo vệ và chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc đã huy động 92 chi hội trưởng và 26 chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã tham gia các công tác tuyên truyền, vận động, trực chốt, tặng quà cho hội viên và người dân, đi chợ hộ, tham gia giải cứu nông sản. Đặc biệt, trong thời điểm nhãn chín rộ, huyện hội đã huy động mọi nguồn lực giúp nông dân thu hoạch, vận chuyển, tìm đầu ra cho 2.100 tấn nhãn. Ngoài cái việc mà tuyên truyền vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các cái biện pháp và phòng chống dịch của địa phương, của Bộ Y tế, thì hội nông dân cũng đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để mà tham gia trực các cái chốt bảo vệ vùng xanh, vùng đỏ, và vận động cán bộ hội viên nông dân đóng góp ủng hộ tiền của nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho bà con trong đồng bào trong các cái khu vực phòng chống dịch. Các khu vực phong tỏa cách ly đã góp phần cùng với chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID cũng như là hỗ trợ đời sống cho người dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Để huyện Xuyên Mộc trở về trạng thái bình thường mới, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân và người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời vận động kinh phí chăm lo cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiết thực trên sẽ cộng hưởng sức mạnh cùng địa phương chiến thắng dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu cho biết dự kiến đến hết ngày 8 tháng 9, thành phố sẽ không còn vùng đỏ. Các phường 10, Thắng Nhất, Thắng Nhì trở về vùng cam và các phường 3, 5, 8, Nguyễn An Ninh trở về vùng vàng. 10 phường xã còn lại trở về vùng xanh. Để nhanh chóng chuyển màu các địa phương vùng cam và vùng vàng, thành phố đã giám sát, quản lý chặt chẽ, chủ động lấy mẫu xét nghiệm 2-3 ngày một lần để sàng lọc F0 đưa đi điều trị. Các vùng nguy cơ ở giáp ranh lấy mẫu từ 5-7 ngày một lần. Đối với vùng xanh, lấy mẫu xét nghiệm 20% số hộ gia đình để tầm soát. Thành phố Vũng Tàu hiện có 29 khu phong tỏa, trong đó thành phố phấn đấu chậm nhất trước ngày 17 tháng 9 sẽ gỡ bỏ các khu phong tỏa tại phường 10, Thắng Nhì, Thắng Nhất. Do vậy, các địa phương đang đồng cứng, siết chặt, giám sát các khu phong tỏa. Thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm liên tục đối với 20% số hộ ở vùng xanh để sàng lọc chủ động phòng dịch, đề xuất cấp vaccine để tiêm phòng cho người dân trong thời gian sớm nhất. Lực lượng công an quân sự đang được chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn, hạn chế thấp nhất phát sinh F0, yêu cầu hộ gia đình ký bản cam kết phòng chống dịch để đạt mục tiêu đưa thành phố trở thành vùng xanh. Thưa quý vị, năm học mới 2021-2022 khởi đầu đối với các em học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 7 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thật đặc biệt, theo hình thức học trực tuyến. Học trực tuyến không hề mới bởi trong năm học trước đó, do dịch COVID-19 bùng phát, các em cũng đã làm quen và học theo hình thức này. Nhưng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học theo hình thức trực tuyến vẫn là thách thức. Thách thức này đến từ việc thiếu thiết bị học tập, thiếu kỹ năng và kiến thức sử dụng thiết bị. Nỗ lực học tập và thêm sự động viên giúp đỡ của thầy cô, nhà trường, đa phần các em đã vượt khó và tích cực tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến. Phóng sự của chúng tôi về những học sinh như thế tại trường Trung học cơ sở Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Em Nguyễn Thị Ngọc Hân, lớp 92, trường Trung học cơ sở Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. Bắt đầu buổi học trực tuyến đầu tiên bằng chiếc smartphone cũ được cha đi mượn nhờ từ một người hàng xóm. Chỉ có một chiếc smartphone cũ nhưng trong nhà có đến 3 anh em cùng sử dụng để học.
Do đó, cha mẹ Hân phân chia mỗi em học một khung giờ và các em chỉ được vào học những môn chính. Cha mẹ Hân là những lao động tự do. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã thất nghiệp mấy tháng nay. Hoàn cảnh gia đình trước đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn nhiều. Biết hoàn cảnh gia đình, thương cha mẹ, dù học như thế này rất bất tiện, nhưng ba anh em đều tập trung học để tiếp nhận hiệu quả kiến thức mà thầy cô truyền thụ. Học online thì nhà có cái điện thoại nên cha em mượn cô bán sim để cho ba anh em học. Một người học xong thì chuyển qua cho người khác học. Khó khăn vậy càng là động lực để em vươn lên học tập để sau này phụ giúp cha mẹ có cuộc sống ổn định hơn. Gia đình em phải mượn điện thoại của cái hàng xóm để cho em học online. Mà ba anh em chỉ xài chung có một cái điện thoại thôi. Cho nên là em cũng rất là khó khăn về cái vấn đề này. Nhưng mà em lại rất là chăm chỉ học tập, vẫn tham gia đầy đủ các buổi học online mà nhà trường đã tổ chức để trong cái thời điểm dịch hiện nay. Cũng bằng tinh thần vượt khó, em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 72 trường Trung học cơ sở Thắng Nhì đã hoàn thành xong buổi học online trên chiếc smartphone cũ của mẹ. Mắt bị cận, màn hình chiếc smartphone mờ, cỡ chữ nhỏ. Đôi khi còn bị ngắt quãng bởi những cuộc gọi điện đến gặp mẹ. Nhưng Hoàng Anh vẫn rất lạc quan. Bởi với em, còn được học là còn cơ hội để em thực hiện ước mơ thay đổi cuộc đời. Mẹ em cũng có điện thoại, nhưng điện thoại này học nó cũng còn mờ lát và hay bị không nhìn thấy không rõ. Tuy khó khăn nhưng mà em hứa là sẽ cố gắng học tập để thay đổi cuộc sống của mình. Và em mong ước là dịch bệnh này qua đi để có thể được đến trường và gặp những bạn bè, cô giáo và mấy trường thân yêu của em. Cùng với nỗ lực của các em học sinh, trường Trung học cơ sở Thắng Nhì cũng nỗ lực vận động các nhà hảo tâm tài trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học. Nhờ vậy, trong buổi học trực tuyến đầu tiên diễn ra trong ngày 6 tháng 9, đã có 690 trên 730 học sinh của trường tham gia. Hiện trường vẫn đang tiếp tục vận động các nguồn hỗ trợ khác để đảm bảo tất cả các em học sinh của trường có đủ điều kiện học tập. Đến hiện nay thì thống kê lại thì vẫn còn phải tầm 3 đến 40 em là không có thiết bị để học. Và nhà trường cũng cố gắng rất là nhiều rồi, cũng có mạnh thường quân hỗ trợ, rồi giáo viên ở trong trường cũng kêu gọi mạnh thường quân. Nhưng mà cũng chưa được đầy đủ hết, nên nếu qua đây thì cô cũng muốn nhắn nhủ nếu như được có mạnh thường quân nào ấy mà giúp đỡ cho các em học sinh, thì để cho các em không có bị thất học trong cái đợt học trực tuyến này. Thưa quý vị, để kịp thời phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan từ những người nghiện ma túy, thời gian qua, Công an thành phố Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh xử lý các đối tượng mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời siết chặt quản lý người nghiện ma túy đang cư trú trên địa bàn. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 14 tháng 7 đến nay để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng Công an thành phố đã bắt khởi tố 13 vụ với 16 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 44 vụ với 58 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục triển khai đấu tranh ngăn chặn các đối tượng từ các địa bàn khác lén lút đưa ma túy đến thành phố Vũng Tàu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, quản lý cư trú, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật về ma túy nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các đối tượng ma túy. Chương trình Hòa nhịp phát triển ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.